4, 0 và 5. Mọi người follow theo mình nha, nhìn chiếc xe nha. 4, 0 và 5. Đối với gia đình mình nó có một cái kỷ niệm, và kỷ niệm này nó sâu sắc nhất, đó là người mình đáng quý nhất. Nó có thể lên khoảng chừng 800 tỷ hoặc 8.000 tỷ. Và con sẽ làm sao cho ông nội khóc. À, khóc trong hạnh phúc chứ đừng có trong... khóc xong mà một lát mà khóc trong mà choáng choáng là không được nha. Khóc trong hạnh phúc. Hello mọi người. Hôm nay mình lại tiếp tục làm một tập vlog. Hôm nay cái idea hoàn toàn sẽ rất là bất ngờ đến tất cả mọi người. Vì cái câu chuyện xoay quanh không còn là Minh nữa, mà xoay quanh một người mà Minh rất là yêu thương, quý mến. Người đó đã dạy cho Minh rất nhiều, dìu dắt Minh và cho Minh những cái mà Minh thích nhất trong cuộc sống, từ bé đến lớn. Nói đến đây các bạn có thể đoán được người đó là ai, nhưng các bạn hãy cố gắng tiếp tục để xem hết clip này, để xem Minh làm người đó cảm động như thế nào. Hôm nay sẽ là có một món quà, mà món quà này Minh đã chuẩn bị cũng khá lâu để tìm được một cái mà mình ưng ý. Thực ra nó phải đúng thời điểm, đúng ý của mình. Và cái món quà này lại có một cái nhân duyên, đó là một người bạn của Minh, là người đã giúp bọn Minh chơi xe suốt bao nhiêu năm. Thì bạn ấy đã hiểu ý Minh và Minh có nhờ bạn ấy làm, và bạn ấy đã làm được cho Minh. Đến ngày hôm nay Minh nhận được một cái món quà. Cái món quà này thực sự rất là cảm động. Đối với Minh, cuộc sống Minh luôn luôn là một câu chuyện. Tất cả những khoảnh khắc, tất cả những con người đến bên Minh đều phải có câu chuyện. Nên là cái món quà này Minh cũng muốn đây là một câu chuyện mà Minh gửi thông điệp đến người mình yêu thương. Và hôm nay nó hơi muộn so với những gì Minh dự định. Cái gì nó đúng ngày, đúng thời điểm nó sẽ better hơn, đúng không ạ? Nhưng mà Minh không làm được. Nhưng ít nhất cũng làm được một điều mà sẽ có thể lấy nước mắt của người mình yêu thương của vào ngày hôm nay. Hôm nay sẽ có mặt tham gia thêm một số thành viên để cùng Minh, để hỗ trợ tương tác, để đẩy cái cao trào này nó lên cao hơn nữa. Và cái món quà này, về giá trị về tiền thì Minh nói thật sự nó không bao nhiêu, nhưng nói về giá trị mà tinh thần, tình cảm của Minh dành cho người đó thì nó là vô bờ bến. Và những lần mà tha thứ, những lần dạy bảo, nó lại làm cho Minh trưởng thành hơn. Nên nay Minh cũng mong muốn rằng món quà này sẽ là món quà mà người đó yêu quý nhất, và sẽ là một trong những vật luôn bên cạnh người mình yêu thương nhất. Thì để biết được cái món quà đó như thế nào thì các bạn cố gắng xem tiếp nha. Rồi mọi người follow theo mình nha, nhìn chiếc xe nha. Bí mật của món quà đó là chiếc xe này. Mọi người thấy nó cũ dữ lắm không? Dạ. Có rất là nhiều người hỏi câu chuyện về công ty, về gia đình, về người mà mình yêu quý nhất. Thì đây anh chị thấy đang là gì ạ? 4, 0 và 5. Đây là cốt lõi của vấn đề mà mình muốn dành cho người mình yêu quý nhất. Còn người đó sẽ được đón nhận sau những giây phút kế tiếp. Và hôm nay là một ngày người đó không hề biết một điều gì cả, và cũng cả toàn thể gia đình cũng không ai biết, trừ một vài thành viên sẽ tương tác với mình để đưa ra những cái kết quả cho người đó được ấm lòng. Mình bây giờ mình xem sơ review cái chiếc xe này, mình cũng chưa thấy được chiếc xe này như thế nào cả, nên tất cả mọi người chúng ta cùng enjoy nhé. Wow. Chiếc xe này nó cũ
Đây là chiếc xe mà trong đời mà leo lên mà có cái cảm giác có cái mùi cũ anh vậy, anh chị hiểu không à, mọi người hiểu không à? Số 405 đối với gia đình Minh nó có một cái kỷ niệm, và kỷ niệm này nó sâu sắc nhất, đó là người Minh đáng quý nhất. Minh sẽ gửi lại những cái giây phút mà ấm lòng nhất trải nghiệm của chiếc xe này dành cho người đó. Minh chỉ là người lên đây check mọi thứ, everything ok không, và nó đang còn có thể chạy được hay không. Tại vì hiện tại là chiếc xe này được đưa đến đây bằng xe cẩu, và nó cũng sẽ được đưa đến nơi mà người đó đón nhận cũng sẽ bằng xe cẩu. Vì Minh sợ rằng là Minh chạy từ đây tới đó ở giữa chừng mà nó có lỡ có bị hư là nguyên ekip quay phim hôm nay là hư luôn. 4, 0 và 5. Đây là cover mà Minh làm riêng cho cả gia đình của Minh cũng như đại diện cho công ty. Có một cái vlog ngắn nhưng mà Minh không nhớ Minh có boss chưa, nói về con rồng này. Nếu mà chưa, các anh chị có thể comment lên, Minh sẽ giải thích tại sao có con rồng xuất hiện tại Nghĩa Long Thành. Đây là một cái câu chuyện mà nó khá ấn tượng đối với gia đình của Minh, và đó cũng là một vật mà Minh đã tặng cho ba Minh, người Minh yêu quý nhất. Trong gia đình mình có hai người, một người là mẹ, lại chuyên dạy cho Minh về cách sống, về học tập. Còn ba Minh là dạy cho Minh về cách chơi xe, cách sống phải thật thà như thế nào, trung thực quyết đoán như thế nào. Và tất cả những gì về làm ăn thì Minh sẽ ba theo ba Minh học hỏi rất là nhiều. Tuy ba không là người chạy dạy trực tiếp Minh từng điều A, điều B, điều C, nhưng Minh có thể đi follow theo ba và có học ra rất là nhiều điều. Và mình sẽ tự cảm nhận và mình sẽ tự phát huy mình hơn. Đó là văn hóa của gia đình Minh. Tao nghĩ chỉ để tút lại rồi giao mình nội chụp hình kỷ niệm cuối mấy chục năm ngày cái cưới. Cái xe này dọn lại nó còn thì giá trị khoảng 4 lần xe. Thôi được rồi đấy. Để vậy đi đấy. Con không dám chỉnh gương sợ đụng gió rụng. Hello mọi người again. Nãy giờ là những gì chia sẻ của Minh về món quà của ngày hôm nay. Và đây là một trong những thành viên của gia đình bé Joyce, ai cũng biết đây là Tâm, chồng của bé Joyce. Thì bé Joyce sẽ chia sẻ thêm các khoảnh khắc của ngày hôm nay để cho cái món quà giá trị tinh thần này sẽ mọi người sẽ hiểu nhiều hơn nữa là tại sao mọi trong gia đình phải mất thời gian để làm cái vlog này. Thì chắc mọi người để Joyce phát biểu. Thì thật ra là nếu mà nhìn đi nhìn lại á, là phải có ông nội thì mới có được Joy. Tại vì có ông nội nè rồi mới tới ba của Joy thì mới có được Joy ngày hôm nay. Thực chất là gia đình chưa có được một món quà nào mà gọi là quá ý nghĩa dành cho ông nội. Cho nên là gia đình đã cất công rất là nhiều để suy nghĩ ra một món quà nào mà nó thật sự ý nghĩa nè, liên quan tới ông nội và liên quan tới công ty. Chứ không thể nào mà ví dụ mà mình tặng những cái giày đi, giày dép túi sách này nọ là chuyện quá bình thường rồi. Nhưng mà những cái đó thì nó chỉ là những cái vật chất bên ngoài thôi, nó không nêu lên được những cái tinh thần và nó cũng không có quá ý nghĩa đó. Thì gia đình đã suy nghĩ rất là nhiều và cũng nhờ ba của Joy nữa là đã tìm kiếm lục lọi khắp bốn biển năm châu. Đất nước bay từ nước này qua nước kia. Ê, này xạo quá, này xạo quá. Mới suy nghĩ ra được cái món quà liên quan tới công ty. Cho phải chia sẻ là ông nội là một người suy nghĩ hầu hết là suy nghĩ cho gia đình, không bao giờ suy nghĩ cho bản thân cả. Cho nên là tuổi ông nội cũng đã khá cao rồi, cho nên là cho nghĩ là gia đình phải gọi là sao ta, chọn gì, cái món gì nó phù hợp với cái tuổi cao. Thay vì kiếm một cái xe siêu xe mà có thể 100-200 tỷ đúng không, với tốc độ 200-300 cây số một giờ thì sẽ không được, là lúc đó ông nội đi chơi không. Ông nội bỏ làm là không được.
xe này thì ông bà nội có thời gian nghỉ ngơi. Tại vì đang chạy dưới trường xe có thể hư rồi. Nó nóng máy quá. Tao hâm nóng tình cảm quá. Anh với em phải tự dắt bộ đi tìm chỗ sửa xe đó. Thì nói chung là cho nghĩ thật sự món quà này rất là đặc biệt. Nên là hôm nay là có bé Joy để chia sẻ, để mọi người hiểu thêm về tình cảm của gia đình. Đây không phải là vấn đề để cho mọi người cảm thấy là ngưỡng mộ, mà đây là muốn chia sẻ đó là một cái cách sống và cách truyền tải cái tình cảm của một người cháu đến một người ông, giống như một người con đến một người ba. Là chúng con không biết làm gì hơn, chúng con chỉ biết rằng là những điều chúng con đang nghĩ đó là tận trái tim và muốn gửi gắm cho đến dad cũng như mom, và cả gia đình chúng ta sẽ sống vui vẻ hạnh phúc với một thời gian long term, nhiều dài lâu, không bao giờ kết thúc. Hy vọng đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất từ lúc mà con sinh ra cũng như Joy sinh ra đến tới thời điểm hiện tại. Sẽ lấy nước mắt của dad, nếu mà dad không có khóc vào trong cái clip này thì vui lòng dừng lại 5 giây xài video tô nhỏ mắt lấy nước mắt giùm con. Không, nhưng mà con sẽ làm được. Dạ. Con nghĩ là con sẽ chắc là con sẽ tương tác và con sẽ làm sao cho ông khóc. À, khóc trong hạnh phúc chứ đừng có khóc xong mà một lát mà choáng choáng là không được nha. Khóc trong hạnh phúc là ông nội sẽ thấy được và ông nội sẽ hiểu được cái tình cảm của hai cha con dành cho ông nội và bà nội. Đối với Minh nghĩ rằng chiếc xe này nó có thể lên khoảng gần 800 tỷ hoặc 8.000 tỷ, nhưng con số đó được quy đổi về giá trị tinh thần chứ không phải là vật chất. Mặc dù chiếc xe này bỏ ra đường chưa chắc ai lấy, nhưng mà bỏ ra đường đây gia đình này sẽ lấy đó. Nên là ngày hôm nay đã lấy nó về và chưa có customize gì hết, nó vẫn còn original, nó còn rất là bèo bọt, nó nhìn nó đời lắm. Nó còn có một cái sơn này kia, nó còn nhìn nó thật lắm mọi người, nhìn là liên tưởng tới hồi xưa liền luôn á. Đó. Nên rằng là để xem coi một lát người nhân vật chính trong câu chuyện này sẽ thể hiện cảm xúc với cái món quà này như thế nào. Thì các bạn nhớ tiếp tục theo dõi và comment tương tác nha. Yeah, 405 nha. Việt Nam tôi đó, Việt Nam tôi có. Còn nhiều điều thú vị, các bạn nhớ follow và sub kênh của mình nhé. Let's go!